Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Nhà Nông nha. Thì clip hôm nay mình quay, mình chia sẻ cho các bạn về một buổi chiều ở đồng quê, cũng gần nhà thôi. Đây là một buổi chiều nha, buổi chiều cũng còn nắng, tầm cỡ 2 giờ rồi. Đây thì đây là đang là đang kẹt lúa, kẹt lúa mà lúa đã chín về rồi thì đang phơi lúa. Mọi người ở đây đang phơi lúa đó, phía bên kia thì chỉ có người nữa này. Đó, phía bên kia cũng có người đang quay lúa luôn nha. Rồi, khu vực thì mình hiện tại mình đang đứng ở trong mát thôi. Còn lúc ngoài kia thì có mấy ngôn lúa kìa, mấy ngôn lúa đây đó, mấy ngôn lúa bên kia nha. Trời thanh thanh gió mát, buổi chiều êm ấm luôn, trời treo xanh luôn, dây điện chằng chịt. Việt Nam ở quê dây điện ha, các bạn thấy dây điện không? Đứng đây cỡ dây điện đây tầm cỡ 2 mét là động te rồi. Còn đây là khu vườn. Bạn thấy gió, gió này đây, chuối này, gió mát đấy, gió mát. Hay chuối ngồi nhìn lên đây có buồn chuối à, thấy chưa? Phải không? Vậy thôi. Đây là một vườn chuối, bên đây có buồng, phía kia có buồng nữa kìa này, bên kia có buồng chuối luôn. Lúa vàng rồi, bạn chuẩn bị đập được rồi, chuẩn bị gặt lúa được rồi. Khu vực đây là lúa cũng vàng rồi này. Đó, vừa chờ khoảng 2-3 ngày sau nữa là quét đồng, cánh đồng này là trống trải luôn, cho mấy bọn nhóc thả diều, mấy đứa nhỏ thả diều nha. Trống là nó thả diều được ok. Tại phía què kia là nó không có dây điện đâu.